chào khách. Mày không dám giác mặt tới đây nữa. Tao mà ra, tao sẽ không để mày chiến đâu. Ma! Anh Thần, chẳng lẽ vợ anh mà anh không nhận ra? Khánh, mày đã được tái sinh lần nữa. Tưởng sự nghiệp của anh vững chắc như thế nào? Chỉ cần một vài chiêu trò của tôi thôi là nó đã sụp đổ tan nát rồi. Mày còn sống. Chính tôi là người đã khiến cho ông Minh phải hủy hợp đồng với anh. Lô thần dược sung sức của anh Thành thực ra chẳng có tác dụng đâu. Đêm nào cũng bỏ em bơ vơ. Dám lừa tao à? Lô thầy mất trắng rồi hả? Sao? Anh thấy thế nào khi mà ông Tùng đưa tôi về nhà? Không được tay liền. Bà sĩ gì mày? Con ngồi của mình quay lưng lại cắn rồi. Cảm giác nó có đau. Còn một chuyện nữa, anh nghĩ là mỗi ngày tôi nấu cơm cho anh ăn là tôi yêu thương anh à? Kêu cấp cứu lại cho anh. À quên nữa, cảm ơn anh nha. Vì đã xét nghiệm DNA của con để ông Tùng có thể giao tất cả tài sản của anh cho tôi và con. Những gì anh gầy dựng, âm mưu, chiếm đoạt, bây giờ nó nằm hết trong tay tôi rồi. Mày đúng là con đàn bà. Chính mày đã hại tao. Chính mày đã hại tao. Này đó, này đó. Sau này con muốn làm bác sĩ như mẹ. Nếu mà con muốn làm bác sĩ như mẹ thì con phải ráng học cho giỏi nghe chưa? Dạ. Chào người quen cũ. Chào khách.